Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ khảm. Ở đây là tên bộ thủ là khảm, vị trí bao vây hạ tam. Nó là dạng vị trí được viết hiểu như sau này. Bao vây hạ tam tức là bao vây phía bên dưới này, sau đó bên tay trái và bên tay phải. Đấy. Bao vây với một cái bộ phía bên trên như thế này. Đó, đây là gọi là kết cấu bao vây hạ tam nhá. Tiếp theo phần biểu nghĩa liên quan tới há miệng. Đấy, há miệng. Chúng ta sẽ sử dụng con dấu này đóng một cái vào đây, và bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem. Phóng to ra nhá, các bạn xem nhá. Bộ khảm sẽ có hình dáng như thế này này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ tiến hành đo đạc cho mình nhá. Đây, bây giờ mình sẽ viết cái bộ khảm này ở đây. Các bạn nhìn này, bộ khảm này sẽ được viết khá là lớn, góc độ nó khoảng 90-100 tùy theo cấu tạo của chữ Hán phía bên trong. Ta sẽ viết một nét dạng nét sổ gập xuống phía dưới trước. Đây nhá. Đây, gập như này. Sau đấy là chúng ta sẽ viết một cái nét sổ. Đây là dạng một nét sổ kim xuống phía dưới, nó hơi thừa ra một chút ở phần đuôi này nhá. Ở đây. Nó cao hơn so với nét sổ gập phía bên tay trái một tí xíu. Nhấn này. Hơi giật nhẹ ra như này một chút. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo nhá. Đó, các bạn thấy là cái bộ phía tay trái cái nét sổ gập phía tay trái sẽ được viết nhỏ hơn một chút so với cái nét sổ gập phía bên tay phải đấy nhá. Được viết nhỏ hơn và ngắn hơn một chút. Được viết nhỏ hơn và ngắn hơn một chút như thế này. Rồi, bây giờ thì mình thấy là với cái góc độ này nó khoảng 90 độ này. Tuy nhiên thì tùy theo cấu tạo chữ Hán để chúng ta viết được nó khoảng 90 hoặc 100 nhé. Bây giờ mình ví dụ như là một số những cái chữ Hán, ví dụ như là chữ này đi. Nó chiếm diện tích về cái chiều ngang này. Các bạn sẽ viết mở rộng nó ra hơn một tí cho mình nhé. Đấy, mở rộng ra như thế này một chút. Tuy nhiên nếu như nó nằm ở phía bên nó cũng nằm ở phía giữa như thế, nhưng mà nó lại chiếm diện tích về chiều cao như thế này. Đấy, thì lúc này các bạn sẽ viết mở rộng góc độ ra. À không, không cần mở rộng góc độ ra đâu, mà các bạn chỉ cần viết cho mình khoảng 90 độ như này thôi. Đấy, hai chữ này khác nhau hoàn toàn, nhưng mà nó đều có một cái một nét phẩy ngắn và một nét chấm dài phía bên trong, tạo ra dạng kiểu hình chữ X. Đấy nhá, các bạn thử đoán xem đây hai chữ gì. Đây này, góc độ này khoảng 100 này, mở rộng ra này để nó đỡ chạm với bộ phía bên trong. Còn góc này thì không cần phải chạm đâu, 90 độ là được rồi. Còn đây thì hơi mở góc độ nó rộng ra hơn một chút, khoảng 95 hoặc 100 gì đấy nhá, tùy theo cấu tạo chữ Hán nhá.